Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Bà chủ, cho một lồng tiểu long bao. Được, một lồng tiểu long bao, lóng hổi tươi ngon vừa ra lò, giấm và sốt ớt tự đây nhé. Nhưng mà cô bé ngoại quốc này, bạn của cháu đã trả tiền rồi. Đã đến Hoa Hạ rồi sao có thả để cô mời chứ? Dạo từ từ, hội miếu gần giống với tế điện của các cô, phía trước có lẽ là còn có không ít đồ ngon. Sao thế? Không được mời nên không vui à? Hay là tiểu long bao không hợp khẩu vị? Không phải, tiểu long bao rất ngon. Chỉ là tôi đang nghĩ, tại sao gì đó nhìn một cái là nhận ra tôi là người ngoại quốc? Có phải tiếng Trung của tôi chưa tốt lắm hay không? Rõ ràng trước đó đã đặc biệt học rồi. À, cái này ấy mà, tiêu nồng, nhân nghịch heo, nhân thịt heo, cũng không tồi, bình thường có thể nghe hiểu được, chỉ là có chút khẩu âm, không phân cao thấp với sóc chuột nhỏ ngày trước nhỉ. Vậy là được, không gây rắc rối cho gì bán bánh là được. Cay quá. Đợi tôi ở đây, tôi đi mua đồ uống lạnh cho cô. Xin chào, cho một cốc trà sữa trân châu lạnh. Làm phiền nhanh một chút. Được ạ, xin chào một chút. Tuy rằng có thể hiểu được tâm thái muốn trải nghiệm của Sakurai là du khách, nhưng mà năng lực ăn cay của người đảo quốc vi diệu quá. Uy lực của sốt ớt của quầy ăn sáng lớn vậy sao? Nói ra thì, lần này ít người đến miếu hội quá. Là do hôm nay là ngày làm việc hay sao? Hay là ảnh hưởng từ chiến tranh núi Long Môn vẫn chưa hết? Rõ ràng lần trước mình và Tiểu Ngư đi miếu hội đó khá là náo nhiệt. Đã đâu rồi? Trà sữa mua và rồi đây. Lữ thụ, anh đây nè. Vừa hay thấy có người bán kẹo hồ lô, thuận tay mua luôn. Lần trước tôi đi miếu hội, hình như là lúc linh khí mới bắt đầu khôi phục. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một học sinh nghèo. Ngay cả khi mua một xin kẹo hồ lô cho Tiểu Ngư cũng phải suy nghĩ rất lâu. Nhưng mà giờ khác rồi. Thời gian sẽ vô tình thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng may là mọi chuyện đều thay đổi theo hướng tôi từng hy vọng. Phải đó, chúng ta đều rất may mắn. Anh ơi, có phải anh bán kẹo hồ lô hay không à? Đúng, kẹo hồ lô 5 tệ 1 xiên, 10 tệ 2 xiên, mỗi ngày giới hạn mua 20 xiên. Cho em 1 xiên. Bán hết rồi, nhưng mà có thể cho em xem vật mẫu. Vật mẫu cho đỡ thèm. Tâm trạng tiêu cực từ dư nập. Anh đùa thôi, nhưng mà những cái này không phải để bán. Anh cho em một cây nhé. Chị ơi, anh không cần đến học viện tu hành để học hay sao? Chỉ biết làm chuyện ấu trĩ như là bán kẹo hồ lô trên treo trên... Bán kẹo hồ lô trên trẻ con, có phải anh ấy chưa thức tỉnh không à? Cái này ấy mà. Không giống em còn nhỏ đã thức tỉnh dị năng hệ thủy, sau này có thể trở thành anh hùng bảo vệ hòa bình thế giới giống như là Thiên Na thứ 9. Cho nên chị chơi với em, đừng để ý anh ấy được hay không? Đây chính là Thiên Na thứ 9. Thằng nhóc hay lắm, có dụng ý khác hả?
Bạn nhỏ, em không biết, anh không chỉ có nhiều tật xấu thích treo trẻ con giống em nói, còn có chứng sợ vật lớn nữa. Anh kém thật đấy, anh sợ gì nói ra em nghe xem nào. Bản anh hùng nhất định là mạnh hơn anh. Anh ấy à, anh sợ trở thành đồ mít ướt khóc to giống em đó ngốc nghếch. Mít ướt khóc to. Anh, em lớn như thế chưa ai dám nói em như vậy. Đứng lại, chúng ta lại chiến thêm 300 hiệp nữa. Phải về nhà làm bài tập rồi. Cậu bé à, cảm ơn kẹo hồ lô của cháu nhé. Ây à, đừng khách khí. Đúng rồi chú ơi, cháu nghe nói giờ bên ngoài còn có bán đáp án bài tập ra gai đinh đó. Chú về nhà phải kiểm tra cho kỹ, chấp đáp án học tập sẽ không có hiệu quả đâu. Còn có chuyện này, tâm trạng tiêu cực của Từ Dư Nập. Mọi người ở đây đều thú vị giống nữ thụ hay sao? Đây là đất một phương, nuôi người một phương. Trong mà hoa hạ nói hay sao? Sakura, chúng ta đi thôi. Mùa rồng sắp bắt đầu sâu biển diễn rồi. Còn hát hí cũng sắp đến rồi. Được. Nữ thụ, cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng tôi cả ngày. Hôm nay tôi rất vui. Chỉ đáng tiếc, nội bộ thổ của thần tâm có chuyện đột xuất cần xử lý. Hành trình không thể là không gián đoạn, ngại quá. Không sao, chuyện chính gấp hơn. Không phải cô vẫn còn ở Hoa Hạ mấy ngày hay sao? Còn muốn đi đâu, đến lúc đó gửi tin nhắn nói với tôi một tiếng. Tôi cố gắng sắp xếp cho. Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt. Thời gian kết thúc sớm hơn dự định. Giờ hình như cũng không có chuyện gấp gì, về thẳng nhà thôi. Đúng rồi, lúc ra ngoài Tiểu Ngư có bảo mình mô bin điều khiển về, suýt nữa thì quên. Nữ thụ, anh thay đổi rồi. Chào mừng quý khách. Đó không phải là Sakura hay sao? Cô ấy ăn mặc như thế là muốn đi đâu? Chẳng nhẽ nội bộ của thần tập xảy ra biến cố gì? Cô ấy lại một mình mạo hiểm giống như là những lần trước hay sao?